Nếu anh là những, nếu anh là những nốt nhạc, tôi sẽ làm lời ca. Sẽ theo anh suốt đời, tôi sẽ theo anh suốt đời, anh sẽ theo tôi suốt đời, ta sẽ theo nhau suốt đời. Của tôi, qua ngày mai niềm vui của tôi nhắn gửi. Chương trình phát thanh dành cho đồng bào Việt Nam ở xa tổ quốc. Thank you.